À, anh Thái có cái tác phẩm này đẹp ấy. Anh đặt tên tác phẩm này là gì anh? Tác phẩm này là Giáng Hoành, tên là Bàn Thạch Mai Toàn này. Bàn Thạch Mai Toàn. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Đó, cái số bệ đá và thân rễ của anh đã bệt hết rồi. Rất đẹp. Bàn Thạch Mai Toàn. Chắc là anh đặt tên là có theo cái tích ý nghĩa gì chứ. Đúng không? Vâng, theo sách đấy nhỉ. Vâng. Tức là Vững như bàn thạch nhé. vâng. Cây là một thân nhưng mà khi đánh sang bên này là số rễ nó buông xuống đã thành vách, đúng không? Chỉ còn đúng một thân chính của nó đây này. Đấy. Mà thực ra cây này bây giờ hoàn toàn là rễ làm thân luôn, kết cấu rất chặt chẽ. Thế thì tổng số cây của mình chỉ được hai video thôi chứ mấy, đúng không? Và kia còn Còn một số hết cây rồi. đằng kia thôi, đằng này chạy hết đến kia rồi. Nắng phát ốm chán hãi nào ơi, vội quá. Đi làm cả đêm về không lại ngày. Đấy, tác phẩm tiếp theo Hương Sắc Đô Sinh chia sẻ với các bạn là cây Trực Hoành. À, tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của anh Tô Văn Thái. Đấy, ví dụ như cái cành trên ngọn kia đứng lên đất phất cái này, mấy nhát kéo là xong. Rồi, cây này đứng lên đưa kéo chỉ khoảng 10 phút, không đến 10 phút. Đã cắt thì nó lại phải cắt chứ làm thế này làm theo kiểu chống đối. Không, vẫn được chứ, vẫn đẹp ấy. Những cái cành mà nó vượt trội hơn so với những cái tay kia kìa. Thế thôi, ví dụ trên ngọn kia làm gì nó 5 phút thì đến 10. Không, thế này thì anh em chơi cây đã biết là anh em vất vả nhiều À, thời gian đi công tác ngoài xã hội. đấy, ý của anh Thái là muốn để cho thế. Vâng, cũng cảm ơn anh. Đây là những cái tay hoành của anh đánh ra rất đẹp đấy chứ. Nhưng mà khi anh chặn cái thì nó thành tán tầng lớp rất hay. Tạp chí Hương Sắc.
cây xanh dáng thế tam đa. Cây này kết cấu cũng lâu rồi đấy chứ. Cây này nó bể đá rất đều, dễ rất đều này. Nên đá được khoảng lâu năm ấy. Nay là năm thứ 7 rồi. Đấy, 7 năm trời đấy. 7 năm trời là những cái lúc về lúc cao trào rồi đấy. Vâng. 2011 mà. Đấy. Những cái bệ đá này là toàn tác phẩm đầu tay đấy. Đúng rồi. Tôi thấy cái bệ đá này nó chia dễ rất đều và đẹp. Nó từ phía trên xuống phía dưới nó đều dễ này. Bệ này cũng thế. Cũng là lâu năm rồi. Nhưng cây xanh này hình như thân da đen này. Hay là do tưới tưới nước giếng khoan. Thế nhưng mà nó trời mưa mưa cây này thế à? Trắng. Nói chung mấy cây xanh của nhà anh Thái này lá đều đẹp. Đều dòng xanh, có tôi nghi cây này là dòng xanh lá móng ấy. Vì lá nó rất bóng rồi này. Chất lá đây rất bóng. Bóng lá, răm mau. Đây là một tác phẩm anh Thái vừa mới làm đá xong. Anh đang có phủ khăn để ủ rễ. Khi có hương sắc sinh đến thì anh đang muốn lật ra để kiểm tra rễ xem thế nào. Đấy, anh làm cái tác phẩm này khi đã đưa về đá vào lâu chưa? Được 2 tháng rồi. Được 2 tháng rồi à? Vâng. À, nó đang bắn rễ đấy. Nó xuyên qua ni lông đấy. Đó là một số anh thỉnh thoảng anh cũng phải mở ra đấy. Anh biết mở ra tại sao? Anh mở ra để tránh kiểm tra sự nấm mốc. Có những trường hợp nó lên nấm mốc ấy, mà mình không phát hiện ra dễ thâm đen và ung ở phía trong. Đấy, bởi vì thời tiết nóng quá mà phủ ni lông này nó kèm theo nấm mốc. Thỉnh thoảng mở ra cho thoáng, mà nếu mà ban đêm anh mở ra được là tốt nhất. Anh ạ. Vâng. Tức là cách 1-2 đêm mình phải mở ra một đêm. Chứ không phải đêm nào mình phải mở ra cho nó hơi mất việc, nhưng mà phải mở ra. Chứ không phải ủ suốt hàng tuần lễ hàng chục ngày đâu. Rất cảm ơn đấy. Của bác Đỗ Sinh. Anh thấy phía trên kia có hiện tượng nấm mốc chưa? Nếu anh không mở ra.
ví dụ như về xong đây anh có thể mở bung tất cả ra đi, anh té nước mai anh ra anh lại, người ta mở đêm nó thoáng mà, và nó lấy sương trời vào mà, vì mùa này đã có sương rồi. Đấy, cây này của anh được cái điểm của nó là có thời gian rồi, rất là già cây rồi đấy. Đấy, đây anh đang có ý tưởng, hình như là anh làm cái cây này nguyệt ảnh ấy. Cái gì ạ? Nguyệt ảnh, sau này nguyệt ảnh, nguyệt ảnh, sau này em sẽ kéo cái cành kia xuống, tay hai này xuống, à tay... tức là bóng nguyệt rủ mặt hồ, đúng không? À tức là ánh nguyệt rủ nước rủ xuống mặt hồ, vì bây giờ mới lên đá nên không dám làm. Đấy, đợi, khi nào để rễ nó vững rồi, đầu năm rễ nó vững là... bám vững vào cây khỏe rồi thì anh làm. Bẻ cái tay này để cho nó soi. Vâng, đây anh đang có một cái vết trước anh quấn dây à? Vâng. À tôi tưởng để kéo cái trên. Ừ, tôi tưởng là anh đang có ý định, anh định sấn chỗ đó. Nếu anh vít cành này xuống anh có cách nào chưa? Anh hình dung cho cách nào để anh đưa cành kia xuống để làm nguyệt ánh chưa? Có chứ, anh phải chăm khi em đổ đất vào để nuôi đã. Vâng, khi rễ nó khỏe. Đồng ý rồi, nhưng mà anh sẽ làm bằng cách nào? Em sẽ bổ. Anh bổ. Đến đây anh chỉ cái vị trí bổ thôi. Ý định của anh làm thế nào? Trước tiên em sẽ bổ một lốt ở đây. Vâng. Sau đó bổ ở đây, mình kéo xuống chứ không cắt. Cắt không sợ cắt. Được rồi. Cây già không. Vâng, cắt. Vâng, cắt sợ nó đứt. Nó sẽ có phần còn lại, nó cái là anh sẽ bổ xong anh vặn xuống. Vặn để đưa thằng kia chúi hẳn xuống. Vâng. Làm sao mình phải để cho bóng nó dẻo. Nó dẻo xuống. Nó thò đấy. À. Được rồi. Nếu nó nói về bổ thì anh đã bổ nhiều lần chứ cây nào chưa? Dạ bổ rồi chứ. À. Vườn tùng ở nhà này bố em vặn rồi chứ. Vâng. Đấy anh nhìn thấy hiện tượng chưa? Anh nhưng mà nước này anh đừng té, nước này khả năng nước hơi nóng thì phải. Nếu đúng là nước phơi nắng này nó sẽ hơi nóng. Anh phải dùng nước mát. Anh mà té nước nóng vào thì tự nhiên anh lại thành ủ thêm. Tăng nhiệt độ. Đây này. Đấy, anh cứ nghe tôi là sau này anh xử lý anh lấy cái nước mát hơn. Anh đừng té cái nước mà suốt ngày phơi nắng như này. Đấy, sau anh để qua đêm hôm nay đi. Ngày mai anh ra này thấy khác hẳn đấy. Nó thoát được cái nóng ra là một. Cái thứ hai là nó có cái khí trời và sương trời. Mùa này nó có heo may rồi mà. Những cái lá cây này qua đêm nay sáng mai ngủ dậy thấy nó ướt. À, như vậy là chúng ta đã chia sẻ một cái tác phẩm anh tạo ủ rễ làm đá. Với ấp ủ là một tác phẩm nguyệt ánh. Vâng, xin chia tay với các bạn ở video cây tác phẩm như thế này. Ở cây phi lao trong sân vườn nhà anh Tô Văn Thái này cũng có cái điểm nhấn là cây thân quái đấy, dáng huyền.